Chào các bạn, đây là một thuốc tin dành cho CRV đời mới. Các bạn coi đây là những cái vị trí tim của nó. Nút bấm tim là khỏe, nút bấm đằng phía sau này, dây rắc và cái hướng đi dây cũng ghim, không có khoan cắt gì. Cái này đi vào phía sau của cái đèn hậu dưới, không khoan cắt đục lỗ nha các bạn. Bát cũng là bắt ốc thôi. Thì thương hiệu tốt là thương hiệu Covid K. Mẫu này thì được bảo hành 2 năm. Cái đầu bàn ti của cái mẫu thương hiệu Covid K này, đầu bàn ti rất là tốt. Sản xuất chỉ do lỗi mà hư hỏng ti với cái nhạc khỏe này. Thì thấp so với những cái mã có việc trên thị trường. Khi đóng xuống thì nó rất là êm nha các bạn. Một bộ thuốc điện thì nó sẽ có những vị trí nút bấm, một là bấm sau, bấm nóng xuống và bấm lên trước thì ngay cái vị trí cho nó tài xế, và tiếp theo nữa là nút bấm trên tích hợp vào remote riêng của xe thì là bấm mở cửa ra là một cái đó. Đây là cái nút bấm phía trước thì nó đi hoàn toàn vào cái vị trí nút chờ trên xe, rất là đẹp nha các bạn, cũng không phải khoan cắt, nó vừa khít luôn. Thì cái nút trước này là mình nhấn giữ tầm 3 giây cốp nó sẽ tự động mở. Ngoài ra cái cốp thì nó còn có hai chức năng nữa, một là các bạn có thể xếp được cái chiều cao, ví dụ như bạn nào mà chiều cao hơi thấp chút thì các bạn kéo cốp xuống và các bạn giữ cái nút bấm này 5 giây thì nó sẽ lưu cái vị trí của bạn. Rồi, tiếp nữa là có thêm cái chức năng là chống kẹt. Ví dụ như các bạn quên, các bạn đang bỏ đồ, các bạn quên, nó sẽ dừng lại. Đó. Dừng lại và đi lên. Đây là vị trí rất là thấp thì thường cao thì trong cái chiều cao này. Rồi.